Rất vui được gặp lại quý anh chị và các bạn đã trở lại kênh Nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Hôm nay em xin giới thiệu quý chị một thửa đất nằm thuộc ấp Mỹ Hội, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Có diện tích mình thì là 1.500 m² nha quý anh chị. Thì mặt tiền của mình là mặt tiền đá xanh 3 m. Thì mặt tiền của mình là 30 m, mình sâu vào thì 50. Thì trên đất gia chủ đang trồng dừa. Đó. Hay là xung quanh thửa đất của mình nha. Thì đất mình cách trung tâm thành phố Mỹ Tho thì khoảng 2 km thôi. Ở đây là tổng quan thửa đất của mình nha. Thì ở đây là gọc canh của mình. Đó. Thì từ mấy dừa nha anh chị. Thì mình sâu 50 m thôi. Thì đất mình thì quay về hướng chánh đông. Đó, đây là tổng quan thửa đất của mình. Để chút xíu nữa em di chuyển ra phía trước cho anh chị xem. Thì đây là phần đuôi của đất. Đó, thì đất mình cách trong lộ bê tông 3,5 m của anh chị thì khoảng 100 m thôi. Đó. Thì đất mình rất là vuông vức luôn, mình không có màu mỡ ở đây hết. Đất này thì rất là thích hợp cho quý anh chị nào về đây mình trồng cây ăn trái hoặc mình là làm vườn nghỉ dưỡng thì cũng rất là tuyệt vời nha quý anh chị. Thì với giá chính chủ kêu bán thửa đất này là 1.700.000.000. Đó. Đây là mình thách trung tâm thành phố Mỹ Tho thì khoảng 2 km thôi. Nếu quý anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình di chuyển về đây khoảng 60 km thôi nha quý anh chị. Đó, đất mình rất là vuông vức, không có màu mỡ ở đây hết nha quý anh chị. Đó, để đây là phần đuôi của đất, để chút xíu nữa em sẽ di chuyển lên phía trước cho quý anh chị xem và nắm bắt cụ thể hơn thửa đất này nha. Thì đất này thì con đường đá xanh 3 m. Trước đất mình thì có con lộ bê tông 3,5 m anh chị. Thì mình di chuyển vào đây thì là đường ô tô từ 4 chỗ đến 7 chỗ mình chạy tới đất luôn nha. Thì trên đất mình thì gia chủ đang trồng chuối và dừa. Đất mình thì rất là bằng phẳng và cao ráo nha quý anh chị. Đó, đây là xung quanh thửa đất mình đây. Đất mình rất là thích hợp cho quý anh chị nào về đây mình nghỉ dưỡng hoặc mình làm vườn, mình chăn nuôi nha anh chị. Thì rất là thích hợp cho mình chăn nuôi hoặc là mình về đầu tư đây cũng rất là lợi. Thì về đây các nhà nghỉ dưỡng luôn, cũng rất là thuận tiện cho quý chị nào ở gần trung tâm thành phố Mỹ Tho nha. Đó, đất mình rất là sạch sẽ, không có màu mỡ đây hết á. Thì trên đất mình thì gia chủ cũng đang trồng vú sữa nha anh chị. Đó, đây là xung quanh thửa đất mình đây. Đất mình cũng rất là đẹp nha anh chị, quay về hướng đông. Đó, nếu quý chị nào có nhã ý muốn xem đất thửa đất này thì cứ liên hệ số điện thoại của em trên màn hình, bên em sẽ trực tiếp dẫn cho quý anh chị xem thửa đất này nha. Đó, đất này cách trung tâm thành phố Mỹ Tho thì khoảng 2 km thôi. Thì với giá chính chủ khi bán thửa đất này là giá 1.700.000 nha quý anh chị. Đó, thì mình sâu vào 50 m thôi, mặt tiền của mình là 30 m. Thì đất mình cách chạy gắn Đồng Tâm quý anh chị ở xã Bình Đức á, thì khoảng 1 km thôi nha anh chị. Đó, đất mình thì xung quanh thì cũng có hàng rào rồi, thì ranh giới quá rõ ràng nha anh chị. Thì mình về đây mình thích hợp cho anh chị nào về đây mình cất nhà nghỉ dưỡng hoặc là mình làm vườn thì ở đây là rất thích hợp nha. Ở đây là không khí rất là mát mẻ nha anh chị. Đó, thì nếu quý anh chị nào có thắc mắc thì cứ để lại bình luận bên dưới nha, bên em sẽ trực tiếp tư vấn miễn phí cho quý anh chị. Đó, đây là tổng quan thửa đất của gia chủ đang kêu bán nha quý anh chị. Thì mặt tiền mình 30 m thôi, sâu vào 50. Đó, đây là tổng quan thửa đất mình. Đất mình rất là bằng phẳng và cao ráo, rất là đẹp nha anh chị. Nó rất là vuông vức luôn. Thì trên đất mình thì đang trồng dừa và vú sữa. Đó, đất mình rất là đẹp luôn. Thì nếu quý anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh á, thì mình di chuyển về đây khoảng 60 km thôi nha quý anh chị. Đó, thì đường xe mình vào đây đường xe 4 chỗ đến 7 chỗ mình chạy tới đất luôn. Đó, để chút xíu em di chuyển ra đường bê tông 3,5 m cho anh chị xem. Thì xe ô tô mình chạy tới đầu tới đất luôn à. Đó, đây là tổng quan thứ đất của mình nha. Thì gia chủ đang trồng chuối rất là nhiều nha anh chị, cũng mà đang cho trái rất là nhiều luôn, dừa thì cũng đang trái xum xê luôn. Mình về đây mình cất nhà nghỉ dưỡng cũng rất là tuyệt vời nha anh chị. Đó, thì
Em xin nhắc lại quý anh chị, miếng đất này thuộc ấp Mỹ Hội, xã Thành Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Với diện tích đất là 1.500 m², mặt tiền của mình là đá xanh là 30 m, sâu vào 50. Thì đất mình vuông vức, không có màu mãi gì hết, đất mình quay về hướng chánh đông. Với giá chính chủ kêu bán thửa đất này là 1.700.000.000. Thì nếu quý anh chị nào ở thành phố Mỹ Tho thì cách miếng đất này thì khoảng tầm 2 km thôi nha anh chị. Nếu quý anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì về đây khoảng 60 km thôi. Thì đường vào đất mình thì di chuyển đường bằng đường ô tô nha quý anh chị. Đất mình rất là đẹp nha. Để xíu nữa mình di chuyển ra mặt tiền đường cho quý anh chị xem. Đây là tổng quan thửa đất nha quý anh chị. Thì em quay thật là chậm để cho quý anh chị xem kỹ hơn, để không mất thời gian của quý anh chị nha. Đó. Đây là ranh giới mình nha anh chị. Thì ranh giới mình từ đây qua bên kia nha anh chị thì 30 m thôi. Đó, mình mặt tiền mình 30 m đường đá xanh. Đó. Ở đây thì có ranh giới rất là rõ ràng luôn. Thì gia chủ đã cầm ranh giới hết rồi. Mình không tranh chấp ranh giới hết anh chị. Thì đất này vì mình làm vườn nghỉ dưỡng thì rất là tuyệt vời. Đó. Đây là ranh giới của mình đây. Thì con đường đá xanh này nè anh chị. Đây. Là con đường đá xanh 3 m. Đó. Thì mặt tiền mình đường này là 30 m nha anh chị. Đó. Thì để em di chuyển qua bên cọc canh bên đây, rồi em di chuyển ra lộ bê tông 3 m rưỡi cho anh chị xem. Đó. Đây là đường đá xanh nha anh chị. Thì gia chủ đã cầm ranh hết rồi. Mình về đây mình cũng không cần làm ranh giới gì nữa hết. Đây. Tổng quan thửa đất mình đây. Rất là thích hợp cho anh chị nào về đây cắt nhà nghỉ dưỡng mình làm vườn nha anh chị. Đó, thì ranh giới rất là rõ ràng rồi. Đây ranh giới mình gia chủ đã cầm hết nha anh chị. Đó, mình đi qua bên kia thì mặt tiền 30 m. Đó, để em di chuyển qua bên đây cho anh chị xem và nắm bắt cụ thể hơn nha. Đó, đây là ranh giới của mình. Đó, thì ở đây nhà cửa khá đông đúc nha anh chị. Đó, đây người ta trồng rau thì rất là nhiều, trồng vườn đó chị. Thì ở đây nhà cửa rất là đông đúc luôn. Đó. Đây là nhà cửa ở đây thì rất là đông. Nếu quý chị nào có nhà ý muốn xem đất thì cứ liên hệ số điện thoại của em trên màn hình, bên em sẽ trực tiếp dẫn cho quý chị xem thửa đất này nha. Đó. Để em di chuyển ra con lộ phía trước cho anh chị xem, lộ bê tông 3 m rưỡi nha. Thì đất của mình nằm vào đường đá xanh 3 m, mình di chuyển vào đây đường ô tô nha quý chị. Đó, để em di chuyển ra con lộ phía trước cho anh chị xem. Con đường ở xanh này là 4 m, mình di chuyển vô xe 4 chỗ 7 chỗ mình chạy tới đây luôn nha quý chị. Đó. Thì em xin nhắc lại quý chị, thửa đất này nằm thuộc ấp Mỹ Hội, xã Thành Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Có diện tích là 1.500 m² nha anh chị. Thì mặt tiền của mình là 30 m, sâu vào thì 50 thôi. Thì với giá chính chủ khi bán thửa đất này là 1.700.000.000. Thì đất mình quay về hướng đông nha anh chị. Đó. Ở đây thì đường đi công cộng, ô tô mình thì chạy tới đất luôn. Thì đất này mình thích hợp cho quý anh chị nào về đây mình nghỉ dưỡng hoặc mình làm vườn thì cũng rất là thuận tiện nha anh chị. Đó, thì nếu quý anh chị nào có nhà ý muốn xem đất thì cứ liên hệ số điện thoại của em trên màn hình, bên em sẽ trực tiếp để dẫn cho quý anh chị xem thửa đất này nha. Và quý anh chị đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh của em, để em xây dựng lại những video tốt nhất gửi đến quý anh chị và cô bác. Đó. Đây thì nhà cửa rất đông đúc của anh chị. Ở đây thì nhà cửa khá đông luôn. Đây hiện lầu trước là lầu bê tông 3 m rưỡi của anh chị. Thì mình di chuyển ra đây chút xíu là tới rồi, 100 m thôi. Đó. Đường này rất là rộng luôn. Mình về đây mình nghỉ dưỡng làm vườn thì rất là tuyệt vời nha anh chị. Đó, đây là nhà cửa khá đông. Đó, mình đã quay ngược lại cho anh chị xem thửa đất đường đi vô của mình nha. Đó.
thì mấy người đang đứng đúng quý vị, thì là tới thửa đất mình nha. Đó. Thì con đường đây là đường bê tông 3,5 m. Tới đường bê tông 3,5 m rồi. Thì con đường bê tông 3,5 m cho anh chị. Thì có hướng này á thì mình về ngay chợ Sợi Hột anh chị. Thì khoảng 500 m thôi. Đó, rất là thuận tiện cho quý chị nào từ thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là rất là gần anh chị. Thì đường bê tông này 3,5 m mình di chuyển đường xe 4 chỗ và 7 chỗ mình chạy tới đất luôn. Còn cái hướng này nè anh chị. Thì ra ngã tư Đồng Tâm á, ngay chạy gắn Đồng Tâm luôn anh chị. Thì khoảng 800 m thôi là mình đã tới rồi. Đó, thì đây là đường vào đất của mình. Thì 100 m thôi thì cái đường này cũng đang chuẩn bị làm nha anh chị. Đó thì đường dành cho đường bộ là 13 m. Đó. Đây là lào giới mình đây. Đường này cũng đang chuẩn bị vô quy hoạch mình làm. Để đổ bê tông 3 m anh chị. Đó, rất là thích hợp cho anh chị nào về đây mình nghỉ dưỡng hay làm vườn luôn. Đó. Em xin kết thúc video. Hẹn quý anh chị lại phần video tiếp theo. Cảm ơn quý anh chị đã xem video của em.